Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương, ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây nghị viên đảng Dân Chủ bị bắt vì cáo buộc hối lộ 156.000 đô la để thúc đẩy các hợp đồng phòng chống bạo lực để nhận hối lộ. Trước bản án truy tố Nancy Pelosi, bà ta liên tục lên truyền thông thanh minh việc dàn dựng cuộc đảo chính để loại bỏ Joe Biden. Tôi đã làm những gì tôi phải làm. Hội đồng bầu cử Georgia thông qua một quy định khác có thể trì hoãn việc chứng nhận kết quả để điều tra nếu phát hiện bất thường. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở khắp đất nước Hoa Kỳ đã trở nên tha hóa. Từ tham nhũng cho đến hối lộ, họ đều nhúng tay vào. Từ Obama thì có cổ phần trong các tập đoàn buôn bán vũ khí lớn. Joe Biden thì lợi dụng chức quyền để giúp gia đình ông ta tham gia vào các thương vụ lớn với ngoại quốc. Nancy Pelosi thì bí mật thúc đẩy các khoản trợ cấp cho những tập đoàn được chồng bà ta sở hữu cổ phiếu. Nhiều thống đốc tham nhũng đã bị bắt, bây giờ tới lượt các nghị viên cũng nhận hối lộ. Cụ thể, nghị viên Trayon White của Washington DC là thuộc cấp của Biden bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch hối lộ nhằm sử dụng chức vụ được bầu của mình để duy trì các hợp đồng của chính phủ cho hai công ty, đổi lấy hàng triệu đô la tiền tham nhũng và các khoản hoa hồng hậu hĩnh. White, người đại diện cho khu vực Đông Nam DC đã bị FBI bắt giữ vào chủ nhật và ra tòa vào thứ hai mà không đưa ra lời biện hộ. Là một phần của kế hoạch hối lộ bị cáo buộc, White sẽ nhận được tiền hoa hồng từ các hợp đồng thành phố trị giá hàng triệu đô la liên quan đến các dịch vụ can thiệp bạo lực ở TC. Tổng cộng, White đã đồng ý nhận 156.000 đô la tiền mặt cho công việc của mình hoặc 3% giá trị hợp đồng, các công tố viên cáo buộc. Kế hoạch này được thực hiện trong các cuộc trò chuyện được ghi âm, các công tố viên cho biết trong các tài liệu của tòa án. White đã thực hiện các thỏa thuận bị cáo buộc với một doanh nhân địa phương có hợp đồng với chính quyền DC. Người đàn ông đó mà White không biết đã nhận tội hối lộ liên bang và đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật. White đã nhận tội và luật sư của ông tuyên bố thừa nhận đơn khiếu nại hình sự. Chúng tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Theo các bản ghi âm được trích dẫn trong các tài liệu của tòa án, White đã nhiều lần ám chỉ với người cung cấp thông tin rằng anh ta cần tiền, anh ta đang bị tổn thương. Các bản ghi âm được mô tả trong hồ sơ của tòa án cũng cho thấy người cung cấp thông tin đã đề nghị White hàng nghìn đô la tiền mặt để thúc đẩy các quan chức thành phố hướng tới các hợp đồng cụ thể có lợi cho doanh nghiệp của anh ta và để đưa ra ý tưởng về các hợp đồng bổ sung mà họ có thể cố gắng đạt được trong tương lai. Trong một cuộc trò chuyện, White được ghi âm khi hỏi người cung cấp thông tin rằng họ cần gì ở anh ta. Tôi không, tôi không muốn cảm thấy như thể anh phải đưa cho tôi thứ gì đó để có được thứ gì đó. Chúng ta hãy tốt hơn thế. White nói trước khi lấy một phong bì đựng hàng ngàn đô la tiền mặt từ người cung cấp thông tin. Nghị viên này được cho là đã khoe khoang về tầm ảnh hưởng của mình khi nói với người cung cấp thông tin rằng tôi là tiếng nói lớn khi nói đến vấn đề phòng ngừa bạo lực và hội đồng, và rằng tôi có ảnh hưởng lớn khi nói đến các sáng kiến về bạo lực. Trước bản án truy tố Nancy Pelosi, bà ta liên tục lên truyền thông thanh minh việc dàn dựng cuộc đảo chính để loại bỏ Joe Biden. Tôi đã làm những gì tôi phải làm. Quý khán thính giả thân mến, sau khi quốc hội và tòa án tối cao vào cuộc điều tra Nancy Pelosi và một số đồng đảng đã làm việc sau hậu trường, hồng đảo chính một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, và âm mưu lật đổ luôn ghế tổng thống của Joe Biden. Thì Obama đã lặng mất tâm, còn Pelosi liên tục tìm mọi cách lên truyền thông để thanh minh cho việc làm này của bà ta. Cụ thể, việc Joe Biden đột ngột rút lui khỏi cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 đã làm dấy lên một làn sóng suy đoán và tò mò trong đảng Dân Chủ. Nhiều thành viên trong đảng này đã bất mãn và họ đã đồng ý đứng về những dân biểu đảng Cộng Hòa để đệ đơn kiện lại Nancy Pelosi và đồng đảng của họ theo đơn tố cáo nạp lên tòa án tối cao tiết lộ rằng cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra tối hậu thư tàn nhẫn cho Biden hãy từ chức hoặc phải chịu án trước phế bằng tù chính án 25 đồng thời gia đình ông không được bảo vệ nữa. Bởi đảng này sợ đi tù cả đám sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử. Người ta tiết lộ rằng Pelosi đã liên lạc riêng với Biden trong thời gian ông được cho là bị giam lỏng ở Delaware -Well, chứ không phải bị Covid như truyền thông dòng chính tung tin. Các nguồn tin khẳng định Pelosi đe dọa rằng bà sẽ công khai toàn bộ tài liệu liên quan đến gia đình ông và các số liệu thăm dò có thể gây tổn hại không thể cứu vạn với Biden. Tối hậu thư rất đơn giản, bỏ cuộc ngay bây giờ hoặc gia đình ông sẽ chịu tổn hại. Bốn dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã sẵn sàng ra làm chứng chống lại Nancy Pelosi trước tòa, nếu tòa án tối cao đệ đơn triệu tập. Một trong bốn người này đã ở cùng với ông Biden lúc mà Nancy Pelosi đã gọi điện cho ông ấy để ép ông ấy từ bỏ tranh cử phe biden cũng tiết lộ họ đang nắm trong tay các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của nancy pelosi obama kamala harris như một vũ khí để phản kháng nếu sự việc bị đẩy đi quá xa kể từ khi tuyên bố của biden mối quan hệ giữa ông và pelosi obama clinton được cho là đã trở nên tồi tệ suốt một tháng qua họ đã không liên lạc với nhau các lịch trình của biden thậm chí còn bị tràn buộc và bị sắp xếp bởi những tay say của obama sau cánh gà tòa bạch ốc trong ngày đầu tiên của đại hội toàn quốc đảng dân chủ tnc pelosi đã chủ động đề cập đến tranh cãi này khi bà ta có cuộc phỏng vấn với jay tapper và dana pash của cnn bà ta tự đặt câu hỏi nhiều người nghi ngờ vai trò của bà trong sự ra đi của biden và mối hiềm khích rõ ràng giữa họ và tự trả lời bằng một tuyên bố lạnh lùng đôi khi bạn phải chịu đòn thay cho đảng dana pash bất ngờ hỏi lại vậy cho biden là vật tế thần ư pelosi tôi không biết tôi không nói điều này nhưng tôi nghĩ ông ta tự khắc phải biết điều đó bạn biết không Tôi đã làm những gì tôi phải làm. Ông ấy đã tự đưa ra quyết định tốt nhất cho đất nước. Mối quan tâm của tôi không phải là về tổng thống mà là về chiến dịch của ông ấy. Janapas đã vặn hỏi thêm. Bà có biết quốc hội cũng như tòa án tối cao đang muốn làm rõ vai trò của bà và một số đảng viên khác khi họ dấy lên nghi ngờ đây là một cuộc đảo chính và can thiệp bầu cử không? Nancy Pelosi đã lo ó lên và thét lớn. Tại sao chúng ta lại nói về chuyện đó? Hãy dừng lại ở đây được không? Hội đồng bầu cử Georgia thông qua một quy định khác có thể trì hoãn việc chứng nhận kết quả để điều tra nếu phát hiện bất thường. Kính thưa quý vị, Hội đồng bầu cử tiểu bang Georgia do GOP kiểm soát đã thông qua một quy định mới vào thứ hai, trao cho các viên chức bầu cử của quận nhiều quyền hơn để trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử. Điều này diễn ra sau khi một quy định được thông qua vào ngày 6 tháng 8 có thể dẫn đến kết quả tương tự. Trong cuộc họp hôm thứ Hai, hội đồng đã bỏ phiếu 3 trên 2 để thông qua một quy định cấm hội đồng bầu cử quận chứng nhận kết quả nếu có sự khác biệt giữa số phiếu phát ra và số cử tri cho đến khi hội đồng điều tra sự khác biệt đó. Luật này cũng cho phép các thành viên hội đồng bầu cử của quận kiểm tra tất cả các tài liệu liên quan đến bầu cử được tạo ra trong quá trình bầu cử trước khi chứng nhận kết quả. Matt Weiss, một luật sư đại diện cho đảng Dân Chủ Georgia, giải thích rằng quy định này vi phạm luật của Georgia, trong đó nêu rõ chứng nhận bầu cử là nhiệm vụ của bộ trưởng đối với giám đốc bầu cử và hội đồng bầu cử quận. Về cơ bản, điều này có nghĩa là đây là nhiệm vụ mà các viên chức này phải thực hiện theo luật và không phải là tùy ý. Số lượng cử tri, số lượng lá phiếu và số phiếu bầu đều phải như nhau. Đây chỉ là lẽ thường tình. Janice Johnston, một trong những thành viên hội đồng đảng Cộng Hòa, cho biết Người dân Georgia cần biết rằng lá phiếu của họ có giá trị và lá phiếu của họ có ý nghĩa. Họ cần tin tưởng vào cuộc bầu cử của mình. Sarah Tindall Caso, thành viên dân chủ duy nhất của hội đồng, cho biết bà đồng ý với điều này, nhưng hội đồng không có trách nhiệm đảm bảo điều này. Bà cho biết nếu có nhiều phiếu bầu hơn số cử tri duy nhất, thì điều đó sẽ được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền, nhưng hội đồng vẫn xác nhận kết quả trong thời gian chờ đợi. Gaso cho biết thẩm phán sẽ quyết định các thủ tục thích hợp tại thời điểm đó. Hội đồng quận không có vai trò cố gắng thay đổi tổng số phiếu bầu. Hội đồng quận có vai trò xác nhận tổng số phiếu bầu và cho phép tiến hành thủ tục tư pháp vì không thể diễn ra cuộc bầu cử cho đến khi điều này được chứng nhận. Theo báo cáo từ ProPublica Election Integrity Network, một nhóm cánh hữu đã thúc đẩy các cựu quan chức bầu cử của quận Fulton để trình quy tắc này ngay từ đầu. Nhóm này được thành lập vào năm 2021 bởi cựu luật sư của Trump là Clayton Mitchell và là một trong những nhóm lớn nhất dẫn đầu các nỗ lực thách thức của cử tri. Bằng việc thông qua quy định này, ba đảng viên Cộng hòa trong ban bầu cử tiểu bang Georgia những người được cựu tổng thống Donald Trump ca ngợi tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh trao cho các quan chức bầu cử nhiều quyền hơn để ngăn chặn hoặc trì hoãn việc chứng nhận kết quả. Đầu tháng này, hội đồng đã thông qua một quy định nêu rõ rằng các hội đồng bầu cử của quận chỉ có thể chứng nhận một cuộc bầu cử sau khi có cuộc điều tra hợp lý rằng việc kiểm phiếu là đầy đủ và chính xác và kết quả là bản kê khai trung thực và chính xác của tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử đó. Cuộc họp tiếp theo của hội đồng dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 9 để xem xét các quy định bổ sung có thể đe dọa đến nền dân chủ và việc quản lý cuộc bầu cử năm 2024. Một lần nữa, thay lời cho đội ngũ ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel YouTube BTV Epoch Time để cập nhật các bản tin hàng ngày. Đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi. Xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người.